Thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Đất nước Lebanon rúng động vì một viên chức cao cấp của quốc gia này vừa bị hạ sát. Lebanon vừa chứng kiến một vụ ám sát khi một nhóm tay súng từ Syria tấn công và giết chết ông Pascal Sleiman, là một giới chức địa phương ở vùng Jabay, phía bắc của thủ đô Beirut. Sự kiện này gây ra làn sóng phẫn nộ và lo ngại trong cộng đồng quốc tế. Theo tin từ quân đội Lebanon, Ông Pascal Sleiman bị bắt cóc và bị sát hại bởi một nhóm tội phạm đến từ Syria. Lực lượng an ninh đã nhanh chóng truy bắt các thành viên của nhóm này, đồng thời liên lạc với chính quyền Syria để đưa thi thể của ông Pascal Sleiman về nước. Các tay súng đã khai nhận với cơ quan tình báo quân đội Lebanon rằng họ muốn cướp xe của ông Sleiman, nhưng cuối cùng họ đã quyết định giết chết ông và mang thi thể của ông sang Syria. Quân đội Lebanon đang thực hiện điều tra sâu hơn để xác định xem động cơ của vụ án này là gì. Sự ra đi đột ngột của ông Sleiman, là một thành viên của lực lượng Lebanon, đảng Công giáo chống lại Hezbollah, đã khiến cho dư luận của quốc gia này phẫn nộ. Lực lượng Lebanon thường xuyên chỉ trích Hezbollah và cáo buộc tổ chức này đã gây ra cuộc xung đột với do thái. Lebanon nói rằng vụ án mạng như một đòn trừ khử chính trị, đồng thời yêu cầu chính phủ phải thực hiện cuộc điều tra nghiêm túc. Vụ ám sát này cũng khiến cho tình hình chính trị tại Lebanon căng thẳng hơn, đặc biệt là khi quốc gia này đang phải đối mặt với nguy cơ xung đột với Do Thái. Hezbollah đã thực hiện nhiều hành động tấn công ở biên giới phía Bắc của Do Thái trong thời gian gần đây, tạo thêm áp lực cho tình hình ở khu vực này. Sang qua ở Ấn Độ, hai người bị bắt tại sân bay vì nói rằng mang bom nguyên tử. Theo báo The Hindu ngày 9 tháng 4, cảnh sát New Delhi vừa bắt giữ hai người đàn ông tại sân bay quốc tế Indira Gandhi ở Ấn Độ vì họ đã tuyên bố đang mang bom nguyên tử. Dự việc xảy ra khi hành khách Jinnas Malani và Kashyap Kumar Lanali, cư dân của thành phố Rajkot ở tiểu bang Gujarat, phản đối việc bị nhân viên an ninh kiểm tra trước khi lên chuyến bay đến thành phố Ahmedabad. Theo báo Hindustan Times của Ấn Độ, sự việc xảy ra trong quá trình kiểm tra an ninh cho chuyến bay của hãng Akasa Air bay giữa New Delhi và Ahmedabad. Đây là lớp kiểm tra an ninh thứ hai được thực hiện ngẫu nhiên bởi nhân viên an ninh của các hãng hàng không, đôi khi theo yêu cầu của cơ quan tình báo và thực thi pháp luật trước khi hành khách lên chuyến bay. Phó ủy viên cảnh sát sân bay là ông Usha cho biết trong suốt quá trình kiểm tra, hai hành khách bày tỏ không hài lòng với việc kiểm tra an ninh, họ đặt câu hỏi về sự cần thiết của việc này mặc dù đã được kiểm tra trước đó. Một giới chức cấp cao giải thích. Hai hành khách này đã bị bắt vì đặt ra mối đe dọa an ninh cho máy bay và những hành khách khác. Họ đã không được phép lên máy bay. Kết quả điều tra cho thấy hai hành khách này đều là nhà thầu trong ngành xây dựng ở Rascot, tiểu bang Gujarat. Họ đến New Delhi để gặp một đối tác kinh doanh. Hai người đã được tại ngoài. Do Thái thông báo đã ấn định ngày tấn công thành phố Rafah Thủ tướng Do Thái là ông Benjamin Netanyahu vừa mới công bố kế hoạch tấn công thành phố Rafah ở phía nam của dải Gaza. Rafah là nơi trú ẩn của khoảng 1 triệu 400 ngàn người Palestine và cũng là địa điểm tiếp nhận hàng viện trợ cho vùng này. Số phận của người dân ở Rafah là điều khiến cho các tổ chức nhân đạo và các đồng minh của Hoa Kỳ cũng như Do Thái lo ngại nhất. Thông điệp của Thủ tướng Do Thái nhấn mạnh là quyết tâm của Do Thái sẽ đạt được mục tiêu trong cuộc xung đột với phe Hamas, đồng thời ông không tiết lộ cụ thể thời gian thực hiện cuộc tấn công. Trong khi đó, các cuộc đàm phán tại thủ đô Cairo của Ai Cập về vấn đề ngưng bắn tại giải Gaza chưa đạt được sự tiến triển nào. Tin này trái ngược với tin mà đài truyền hình al Qaeda News trước đó cho hay, cuộc đàm phán về lệnh ngưng bắn ở giải Gaza đã đạt được tiến triển sau khi các bên tham gia đồng ý về những điểm căn bản. Trước đó vào ngày 7 tháng 4, Do Thái và phe Hamas đều đã cử đại diện tới thủ đô Cairo của Ai Cập để tham gia cuộc đàm phán cùng với các nhà trung gian hòa giải của Qatar, Ai Cập và giám đốc cơ quan tình báo Hoa Kỳ, đó là ông William Burns. Về kế hoạch của Do Thái tấn công thành phố Rafah đã khiến tăng thêm sự lo ngại về thảm họa đối với thường dân tại đây. Ngoài ra, cuộc chiến tại giải Gaza cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đối với lĩnh vực đầu tư vào ngành công nghệ tại Do Thái. Trong 6 tháng qua, các hợp đồng đầu tư trong lĩnh vực này đã giảm tới 30%, ảnh hưởng lớn tới sự phát triển và hệ thống các công ty công nghệ tại quốc gia này. Thưa quý vị, truyền thông Bắc Hàn gọi Tổng thống Nam Hàn là kẻ độc tài, truyền thông do nhà nước Bắc Hàn kiểm soát gọi Tổng thống Yoon suk yeol của nước láng giềng Nam Hàn là kẻ độc tài phát xít và là kẻ gây chiến. Một ngày trước cuộc bầu cử sẽ quyết định cơ cấu quốc hội, hiện do các đối thủ của ông Yoon kiểm soát. Các tin bài do hãng thông tấn chính thức của Bắc Hàn KCNA đưa ra mô tả miền Nam đang bị nhấn chìm trong các cuộc biểu tình, đồng thời nói thêm rằng sự phản kháng của người dân để luận tội con rối Yoon suk yeol đang ngày càng gia tăng. KCNA nói rằng, ở Nam Hàn bù nhìn, sự hăng say của mọi tầng lớp xã hội đối với việc tiêu diệt đảng bù nhìn của ông Yoon suk yool đang ngày càng gia tăng. Các nhà phân tích cho rằng kết quả của cuộc bầu cử sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm kỳ thứ năm, xin lỗi quý vị, nhiệm kỳ 5 năm của ông Yoon, và khó có thể dẫn đến những thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại của Nam Hàn. Một số nhóm lao động đã tổ chức biểu tình chống lại ông Yoon, nhưng chúng không giống như các cuộc biểu tình rộng rãi dẫn đến sự sụp đổ của vị tổng thống bảo thủ cuối cùng Park Geun-hye vào năm 2017 vì cáo buộc tham nhũng. Các chính sách cứng rắn của ông Yun đối với Bình Nhưỡng đã khiến cho miền Bắc do ông Kim Jong-un lãnh đạo tức giận. Đầu năm nay, Bắc Hàn đã thay đổi chính sách coi miền Nam là một quốc gia thù nghịch, tách biệt, và ông Kim nói rằng việc thống nhất hòa bình là không thể. Ông cũng ra lệnh cho quân đội của mình chuẩn bị bình định và chiếm đóng miền Nam trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Tiếp theo là tiêu đến từ Thái Lan. Chính phủ Thái Lan giải thích về hình ảnh cựu Thủ tướng Tát Sĩn nâng tạ trong hồ bơi Pe Sinawat là con gái của cựu thủ tướng Thaksin Sinawat vừa đăng tải trên mạng xã hội hình ảnh thân phụ của cô, tức là cựu thủ tướng Thaksin chơi đùa cùng với những người cháu trong hồ bơi tại biệt thự ở thủ đô Bangkok. Trong hình thì cựu thủ tướng Thaksin cầm một đôi tạ màu xanh khiến cho Warong Desvigrom là chủ tịch của đảng Thai Party đối lập đặt ra câu hỏi liệu sức khỏe của cựu Thủ tướng Thá có thực sự kém đến mức cần phải được ra tù sớm hay không. Ông này nói rằng, mặc dù các tù nhân lớn tuổi phải đạt đủ điều kiện để được mãn hạn tù sớm, thí dụ như không thể tự ăn uống được, không thể mặc quần áo được, không tự đi lại, không leo cầu thang được, hoặc là không tắm được cũng như không đi vệ sinh được, vân vân. Ông này lập luận rằng việc cựu Thủ tướng Thaksin có thể nâng tạ trong hồ bơi chứng tỏ ông vẫn còn khỏe mạnh. Trước những lời tranh cãi về hình ảnh này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Thái Lan là Thao Quy So Son cho hay, cặp tạ mà cựu Thủ tướng Thaksin sử dụng đó là loại tạ trị liệu bệnh, được làm bằng xốp, an toàn cho những bệnh nhân cần phải phục hồi sau giải phẫu vùng vai và cùi chỏ. Cựu Thủ tướng Thác đã được ba vị bác sĩ cố vấn sử dụng loại tạ này trong hồ bơi. Ông cũng cho hay sức khỏe của cựu Thủ tướng Thác thực sự rất kém. Phó Thủ tướng Phu Tham Wachayachai cho hay, ông Thác thường dành thời gian vui đùa bên các cháu và tập thể dục dưới nước, đồng thời khuyến cáo các nhà phê bình không nên hiểu lầm về điều này. Cựu Thủ tướng Thái Sĩ năm nay 74 tuổi, trở về Thái Lan hồi tháng 8 năm ngoái sau 15 năm sống lưu vong và ông bị bắt giữ sau đó ngay tại phi trường. Ông được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát và được cho về nhà ngày 18 tháng 2 sau khi thủ tục tha tù trước thời hạn được hoàn tất. Nhiều nhóm hoạt động phản đối ông Thác cho rằng ông được biệt đãi và chỉ ra kể từ khi cựu Thủ tướng Thái Lan về nước thì ông chưa phải ngồi tù một ngày nào. Cơ quan cải huấn Thái Lan trước đó nói rằng cựu thủ tướng Tachsil đã bị nhiều bệnh nặng nên có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng nếu ông phải bị giam giữ trong nhà tù. Số người nhập viện liên quan đến thực phẩm bổ sung của hãng Kobayashi tăng cao. Truyền thông Nhật Bản mới đây dẫn thông cáo của Bộ Y tế nước này cho biết, số người nhập viện do tổn hại sức khỏe liên quan đến thực phẩm bổ sung có chứa gạo men đỏ của hãng dược Kobayashi đã tăng lên 212 người. Cũng theo bộ này, dựa trên báo cáo từ hãng Kobayashi, đã có tổng cộng 1.224 người cần khám sức khỏe tính cho đến ngày 7 tháng 4, và nhà sản xuất này đã nhận được khoảng 53.000 than phiền của khách hàng. Trong các cuộc chất vấn tại trụ sở của Kobayashi ở thành phố Osaka, ngày 6 tháng 4 vừa qua, nhà kinh tế trưởng Hidetoshi Tashiro tại công ty Sigma Capital Ltd. của Nhật Bản nhận định Cuộc khủng hoảng an toàn thực phẩm của Kobayashi bộc lộ những vấn đề về tổ chức trong công ty. Thực phẩm bổ sung men gạo đỏ Benikoji Cholesterol của Kobayashi có liên quan tới 5 trường hợp tử vong do bệnh thận. Tính đến cuối tháng 2 năm nay, Kobayashi đã bán được khoảng 1 triệu gói với quảng cáo có tác dụng làm giảm cholesterol. Nhà máy này đã đóng cửa vào tháng 12, 2023. Theo Bộ Y tế Nhật Bản và theo công ty này, một thành phần ngoài ý muốn có tên là axit puperolic, nguồn gốc từ nấm mốc xanh, đã được phát hiện trong sản phẩm được sản xuất tại nhà máy của hãng tại Osaka. Đây là một chất kháng khuẩn và chống sốt rét mạnh, có thể gây độc, nhưng vẫn chưa rõ mức độ nguy hiểm đối với sức khỏe hoặc gây tổn thương đến thận. Sơn qua Nam Hàn, Phong trào có tên là 4B trên TikTok ở Nam Hàn khiến cho càng ngày càng có nhiều phụ nữ từ chối việc sinh con. Phong trào mang tên 4 tại Nam Hàn bắt đầu vào năm 2019 trên trang mạng Twitter, thế nhưng nay đang bùng nổ trên trang mạng TikTok. Thuật ngữ 4 được một nhà văn Nam Hàn đó là ông Cho Nam Yu viết trong cuốn tiểu thuyết mang tên Kim Ji-yong Bon 1982 xuất bản hồi năm 2016 được gợi ý cho bốn nguyên tắc như sau: đó là bi hon tức là không kết hôn với người khác giới, bi chusan là không sinh con, bi yonai là không hẹn hò với đàn ông và bi seiu là không quan hệ tình dục với người khác giới. Theo ý tưởng đến từ bốn điều gợi ý nói trên nhiều phụ nữ tại Nam Hàn đã ủng hộ cho xu hướng từ chối về chuẩn mực giới tính, bao gồm cả hôn nhân và nuôi dạy con cái, để phản đối nạn kỳ thị phụ nữ tràn lan tại đất nước Nam Hàn. Tuy nhiên, phong trào này khi đó ít người biết đến, thế nhưng gần đây đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi YouTuber có tên là Jung Si Yong và Bia nói rằng hôn nhân là nguyên nhân sâu xa của chế độ phụ hệ. Hai người này cũng khuyến khích phụ nữ từ chối các nghĩa vụ truyền thống của phụ nữ Nam Hàn, bao gồm kết hôn và nuôi con. Lập trường của nhóm này đó là phụ nữ tại Nam Hàn đã chán ngán với việc bị coi thường, do đó họ sẽ tẩy chay các mối quan hệ với những người khác giới, cũng như các chuẩn mực nữ tính khác. Đoạn video này hiện nay có tới hơn 5 triệu 500 ngàn người theo dõi và hàng ngàn lời bình luận phần lớn là từ phụ nữ kêu gọi phong trào Forbi hay vượt ra ngoài biên giới của Nam Hàn. Theo các chuyên gia thì không có gì ngạc nhiên khi nhiều người phản đối phong trào này và họ cũng cho rằng phong trào Forbi chính là nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ sinh sản rất thấp tại Nam Hàn hiện nay.